Bê La Phát Tiêu, chào mừng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Bê La Phát Tiêu. Bê La Phát Tiêu đang ở phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay thì trên phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có soi, có bánh bông lan, có trái gì mình quên rồi các bạn. Trong phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có một chậu bông lan rất là lan hồ điệp nha các bạn, rất là đẹp luôn các bạn, lan hồ điệp màu màu tím rất là đẹp luôn. Ở trên cái phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì rất là đẹp luôn các bạn. Xung quanh mộ thì có nhiều hoa tươi nhé, hoa tươi rất là thơm ngát luôn. Chị Tin Tin đang hấp nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ôi. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Lớp 6, lớp 6 là 13 tuổi phải không? 13, 14 tuổi phải không? Không, 12, 11 tuổi. 11 tuổi. Ủa vậy em biết, vậy là em biết ông Năm rồi đúng không? Có biết không? Có xem cải lương của ông Năm không? Thôi ơi, lướt có thấy. Em trai làm nhiếp ảnh gia nhí ha. Em đứng im đi em đi em mệt quá. Em ngại rồi. Thôi ơi. Có một cái nhiếp ảnh gia vậy nha các bạn. Cho chị nhạn nha. Có 11 tuổi. Em mới quên. Ta đang lấy một cái gốc là gốc từ xa như thế này. Đẹp trai lắm luôn, học lớp 6 chứ chị biết không năm. Ta đi tảo mộ ông bà xong rồi ghé qua. Vâng các bạn thân mến, thì cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì lúc nào cũng có hoa tươi nhé, lúc nào cũng có đồ ăn, bữa nay thì có xôi với bánh bông lan, cũng có hai chị từ xa đến đây để hấp nhang bên cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Còn cái nhang, đuổi rồi còn không? Không. Ở đâu bán ta? Lăn rùi giống qua đây nè. Ngay trong ngoài quán có hai chị đến từ xa đến đây để hấp nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Không biết nữa đâu, cứ cầm tùy bây giờ cái dư đem về cho. Rồi rớt. Bữa nay là ngày thứ hai đầu tuần. Phải tính đẹp nữa. Không biết nữa nhan rồi nhiêu. Ừ, không biết nữa. Không mất có tiền lẻ nhiều chưa? Luôn cho cô chú anh chị mình ở tất cả mọi miền trong và ngoài nước, những ai yêu thương cũng như là mến mộ cậu Năm em đều thắp nhang hết nha cả nhà, yên tâm nha. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những bông hồng tươi thắm và cả tấm lòng của tất cả mọi người dành cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nãy nữa. Giờ cả nhà thấy những anh chị đi vào thắp hương đó là mấy anh YouTuber không? Dạ, nghĩa trang ở đây là nghĩa trang Hậu Viên tỉnh Bình Dương, địa chỉ là Tránh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Đây là hai chị gái rất nghe đẹp không xinh không? Dạ, cảm ơn Hòa Thịnh Lương.
fan của cậu Năm là từ từ thấp, từ từ lớn tuổi cho tới nhỏ tuổi nha, từ các cấp bậc từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì lúc nào cũng đẹp nhé, lúc nào cũng có sắc hoa. Các anh YouTube ở đây thì lúc nào cũng cũng hai nước, nói chung là rất là toàn mỹ cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Tấm nào cũng đẹp đúng không? Hai chị đến từ đâu à? Quê Đồng Tháp. À, quê Đồng Tháp làm ở đây. Ở Mỹ trước. Dạ. Ở trong cuốn album này không biết chị hết nhất là tấm ảnh nào ha? Nói chung mình yêu hết thì tấm ảnh nào mình cũng hết hết ha. Dạ. Tầng 3 bên Tân Quyên vẫn. Thấy mấy chỗ không ạ? Hướng về Đồng Nai đúng không? Cũng có cô chú đến đây để thắp nhang cũng như là đốt thuốc cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Nội ở đâu? Cũng gần đấy luôn. Dạ. Cách có 20 phố. Vậy nó hay chở mới đi. Cô đến đây được bao nhiêu lần rồi cô? Ô chứ cô lên thường, tại vì nói chung là mồ má gia đình trong trong đây là có mùa dạ. Là lên đây là ghé qua đây. Dạ. Cứ hay đi vô chổng là ghé ra đây à. Rồi vậy là mình có người thân ở đây, mình ghé hoài ghé thường, bạn không biết. Ghé thường qua đây là lúc đó Thanh Kim Huệ nữa, ghé lúc Thanh Kim Huệ. Dạ. Tại khán giả rất là đông á, cho nên mình không có để ý. Dạ. Lan Hồ Điệp á cô. Dạ. Trời ơi. Cái này phải là mười mấy triệu. Dạ, mười mấy triệu. Dạ. Tại vì hôm cái năm Tết năm cách nay cũng năm số năm. Dạ. Cháu nó mua nó tặng cho cái công ty Trình Thoảng nửa này. Dạ. Mà nó đã là 8 triệu mấy. Dạ. Cái này là do một vị khách nước ngoài gửi tặng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh đó. Dạ. Lâu lắm. Dạ. Tại đâu cả tháng á cô? Không, đúng rồi. Nếu cái này mà mới á, phải 2 dạ. Tháng. Tại cái này nó nổi, muốn ra tới đây rồi. Dạ. Nó còn được có 2 bông, 3 bông nữa rồi. Chứ còn hồi mới đó còn tìm mấy bông trên đây ra đây, phải 700 nụ ra đây rồi. Dạ. 2 tháng chưa xin nhê. Dạ. Nếu mình chăm sóc tưới nước hồi xuyên thì nó tươi. Chứ mình phải chăm nó cả chứ không phải để xâm gì. Dạ. Cái là nó cần. Dạ. Cô cảm thấy tấm lòng của quý vị khán giả gửi cho cô những người sẽ Vũ Linh như thế nào cô? Khán giả toàn nước. Dạ. Dạ. Toàn thế giới luôn á cô. Dạ. Không ở dưới ngoài nhưng mà nói chung
nói chung là mình nói chung đó, nhưng mà nói riêng đó, Việt Nam mình là nó từ miền Tây đi ra tới rồi. Ở nói chung ở ngoài miền Bắc là dạng yeah. này nó chưa, nó không có thịnh hành. Mình từ từ miền Nam mình mà đi xuống tới miền Tây là Vũ Linh là nói chung từ hồi đó giờ tôi biết á, theo tôi biết tất cả các nghệ sĩ á, mà niên trước 75 chưa có ai nữa. Nói chung là lời ca tiếng hát ổng ngọt ngào sao mà nói chung cái lối sống của ổng nó đi vào lòng khán giả. Sống lương hình lắm mà không phô trương, mà không phải mà mỗi lần đi phải có nghệ sĩ đồ như người ta rồi. Cầu Năm là số 1 bà cô. Đơn giản. Rồi, tới hoài. Dạ con cảm ơn cô rồi.